Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về của bên em nhé. Dây nguồn với dây tín hiệu, với lại cái đế treo. Đấy, đèn beam S550. Bên em lúc nào cũng sẵn số lượng để phục vụ anh em nhé. Hôm nay thì nhân tiện có một đơn hàng khá là nhiều, em lôi ra đây quay cái video cho các bác xem. Đấy, hàng sẵn ở nhà rất nhiều nhưng mà thi thoảng em mới có cái clip mà xếp nhiều này cùng lúc thôi. Tại vì cũng lười, thi thoảng mới làm một cái thôi. Thấu kính là thấu kính quang học các bác nhé, thấu kính quang học rất trong. Giá 12 triệu, giá 12 triệu một đôi. Các bác được tặng kèm theo là cái thùng đôi, thùng đôi được làm bằng nhựa ABS các bác nhé. Đây những con laser 10W, đấy, súng rất to rất sáng, nhiều video em quay rồi. Đấy, thùng nhựa các bác này, trong thùng thì có sách và dây nguồn và dây tín hiệu. Đấy, thùng làm bằng nhựa này thì nó lắng mưa là nó ok các bác nhé, nước mưa vào cũng không vấn đề gì. Đấy, thiết kế của cái này, cái chỗ tản nhiệt đằng sau này rất là thoáng. Đấy, cái máy chạy cực kỳ ổn định các bác nhé, và em bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Đấy, những cái còn những cái đôi điển bãi các bác đi mua hàng đẹp mà cả thùng đôi thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 10 triệu một đôi rồi, nhưng mà đổi lại thì các bác bị rất nhiều rủi ro. Các bác chơi điển bãi đó là khi mà không may bị hỏng hóc thì sẽ không có linh kiện để thay thế, và các bác đa phần là các bác sẽ phải bỏ cái con điện vãi đi. Nếu không bỏ thì các bác cũng phải chờ đợi trong thời gian rất là lâu để đi tìm linh kiện để sửa chữa các bác nhé. Đấy, vì vậy bên em gần năm nay các bên em không bán hàng bãi nữa rồi. Đấy, khi các bác hỗ trợ các bác thì không hỗ trợ kiểu gì được. Đấy, và hàng mới thì bên em đã, như các bác đã biết, bên em đã làm việc trực tiếp với những công ty ở bên Trung Quốc. Đấy, và bây giờ em là tổng đại lý ủy quyền cho cái hãng LA, từ loa array cho đến đèn, tất cả các sản phẩm về đèn sân khấu. Đấy, là array hôm nay em mới giao mấy cái bộ to to ấy. Hiện tại thì vài hôm nữa em lại về rất là nhiều mẫu để cho các bác tham khảo. Đấy, giá là 12 triệu đồng cho một đôi đèn beam S550, và đây là mẫu bán chạy nhất ở bên em hiện tại nhé các bác nhé. Mẫu này các bác đi sự kiện ngoài trời, trong nhà đều ok hết. Thiết kế rất là đẹp, độ sáng tốt. Các bác mua hàng thì vui lòng cọc cho em 1 triệu nhé. Các bác mua hàng vui lòng cọc cho em 1 triệu. Hàng đến các bác nhận, các bác kiểm tra, test hàng thoải mái, đúng hàng như này và sáng đẹp thì các bác nhận các bác nhé. Đấy, và em có hỗ trợ các bác setup, hỗ trợ nói chung là hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ linh kiện cho đời sản phẩm. Khi các bác mua hàng mới ở bên em thì các bác không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả rồi. Đấy, hàng bãi thì bây giờ cũng rất nhiều anh em mua hàng bãi xong là ai chưa mua thì người ta tham rẻ thôi, chứ ai mà mua một lần rồi đã sợ hàng bãi ngay. Tại vì đèn bãi, đèn mới này nó chênh nhau không quá nhiều tiền, nhưng mà mua đèn bãi thì cứ như kiểu đi đánh bạc các bạn. Đấy, kể cả laser bãi năm trước em làm nhưng bây giờ không dám làm rồi. Đến lúc mà không may các bác thì sự cố một cái là không có đồ thay thì coi như bỏ thôi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.